Hi, chào các bạn đã đến với Zim Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là tổng quan năng lượng tháng 5 của các bạn cung Sử Nữ. Và thứ tự của trải bài tiếp theo thì sẽ phụ thuộc vào lượt like ở trên YouTube và lượt tim ở trên TikTok nhé. Điều đầu tiên mình thấy năng lượng của tháng 5 này thì sẽ khá thiên về vật chất, sự công bằng, lý trí, sự ổn định. Và cảm xúc trong tháng này thì các bạn sẽ khá là vui vẻ, có họp mặt của bạn bè hoặc là tham gia nhiều buổi tiệc, có nơi đông người. Tháng này còn là một tháng mà mình nghĩ là các bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ từ người khác, sự cho đi nhận lại giữa các mối quan hệ. Và về tháng này thì mình nhìn chung cũng khá là ổn định, không có biến động nhiều, không quá tốt lên vượt trội nhưng mà cũng sẽ không xấu đi. Mình xin đến với phần trải bài về công việc học tập của các bạn trong tháng 5 này. Điều đầu tiên mình thấy nếu như tháng trước hoặc là thời gian gần đây bạn gặp vấn đề về công việc, tài chính, học tập thì tháng này sẽ là tháng mà các bạn gỡ rối được những chuyện buồn của các bạn, những tiếc nuối sẽ được giải quyết và bạn sẽ cho nó về quá khứ và bắt đầu với một tương lai của mình. Những gì mà bạn đang đấu tranh tư tưởng không biết làm sao thì bạn cũng sẽ có hướng suy nghĩ của bạn và đưa ra được những giải quyết, có thể là sẽ hỏi những người xung quanh để nhận lời khuyên và đúc kết những lời khuyên đó để đưa ra hướng quyết định của mình. Mình xin đến với phần trải bài chuyện tình cảm, các mối quan hệ của các bạn trong tháng 5 này. Điều đầu tiên mình thấy trong tháng này các chuyện tình cảm, các mối quan hệ của các bạn sẽ rơi vào thế bị động, nghỉ ngơi. Nếu như trước đây bạn đã quá chủ động thì tháng này là tháng các bạn bị động, ở yên một chỗ và suy nghĩ, chờ đợi. Nhưng mà tháng này các bạn ở yên một chỗ nhưng mà bạn vẫn có niềm vui của bạn, bạn vẫn làm những việc khác mà bạn muốn. Bạn vẫn có những mối quan hệ xung quanh để khiến cho cảm xúc của bạn vui, chứ không phải là ngồi một chỗ rồi buồn bã chờ đợi một thứ gì đó. Nhưng mà mình thấy vẫn sẽ có một số mối quan hệ xung quanh của bạn sẽ khá là ganh tị, ganh ghét về cái cảm xúc, cái nguồn năng lượng tích cực đó của bạn. Mình không biết tại sao nhưng mà đó là một góc nhỏ thôi mà mình thấy được.